sáng. Ôi ngồi đây giữa khung cửa sổ nhà ai có điếu thuốc chưa tàn, cốc nâu nóng cạnh bên trò chuyện. Lúc kia khung cửa sổ trái tim ta chào nhau bằng những tiếng cười. Tại vì sao mà ta ngỡ ngàng, thêm một giây làm ta mơ màng. Lúc kia không có sổ mặt riêng.